chợ xuân, chợ đầu năm nó nhiều phết cho nhiều người đi. Rồi mua là lại đầu kia mua tí là mua ở đây. Hả? Tí nữa cũng được, tí nó mua rồi, nó đi đi dạo dạo qua tí. Hôm nay không lạnh lắm lắm. Bắt đầu như kiểu mà xuân dần chuyển sang hè. Chim nhiều nhờ. Thế như như có chim màu đẹp này. Chim màu đó. Chim màu này á, màu này 4 răng, 4 răng, 3 răng và đầm rũ. Đầu kia mới đặc biệt. Đầu màu già nữa chọn nữa đặc. Còn là thế, thế chim dạo này. Hôm nay đông nhỉ. Ôi hôm nay đông thế nhỉ. Tùy theo hôm, có những hôm đi đông này mà Tết Tết mà ra Tết mới Tết đầu năm Tết là gần như là công an họ đi nhiều đấy, họ lại không cho bán như đi đây, đây này. Ờ chào anh, hôm nay đi chợ đi xem một tí. Ông còn làm gì? Mua chim à? Chim cu á, bao nhiêu tiền? 8 gram một đôi. À đây. Cu đấy là cu Thái đấy. Chim cảnh người ta nuôi giờ nuôi avi nó đẻ mà. Chim tự nhiên giờ mấy đâu. Có những nhà nó làm cả trang trại chim đấy. Châu Mào hôm nay Châu Mào này vẫn dạng về 350, 400 thôi. Đầu kia thì đắt hơn 500, 600, thậm chí 800. Dạ, của em vẫn mẫn mẫn cảm chim nữa. Đây, đông này. Hôm nay dạo qua đấy mà chim. Đây con nào. Con cả này. Con này nó bán 250 đấy. Mày màu à. Đào. Đào này. Đào này lúc này hỏi là 450. À 350 có rẻ đấy. Không phải là 450 đấy. Tí nào cũng dạo kia thì con nào. Chim màu à, cuối năm là 200 vẫn thế. Con này hot cá cơm hồi vẹt này. Vẹt này nuôi lồng gỗ là nó cắt đất mỏ sắc lắm đấy, nó đi bằng mỏ thấy chưa đấy. Thế chim này là nhiều này đấy, đầy này, 200-300 có rồi. Được cái AV rộng rộng mua cuối năm này về mà luôn đẹp, cặp 400.000 đơn giản luôn. Con gì cứu má bao nhiêu anh? Ôi là nhiều tiền à, 2 triệu, hai nhiều mấy, 2.3 triệu con này á. Đấy, cứ bằng má lên. Anh làm sao biết được đóng má anh biết. Mua không biết. Anh kiếm đôi đấy đây, đấy. Đấy, đôi đấy cũng được đấy. Cuối năm ấy. Cuối năm là đẹp. Đâu ơi. Gì? Châu Mao kìa, Châu Mao tên là này rẻ thôi mà, đây bình thường mà.
anh nào biết mua cứ mua đây cũng được, cần thì phải mua đầu đầu thừa đất, biết là chọn rồi. Hôm nay thì mua xô này thì 350 bốn tạ mua được rồi. Chè than đấy, chè than 450 cho em ạ. Lúc nãy anh ấy mua con 450 đấy, nhưng tùy. Bọn cây này nó giờ cũng ăn làm. Cái nào? Mới đến, hôm nay mới đến đây nè. Anh đứng bán lâu chưa? Anh ơi, chủ tặng cái áo gì rồi mang lên đây em mặc áo bạn cho. Thấy mấy ông vừa đi đại đầu kìa. Nhiều nhỉ, nhiều chim này mà anh đấy. Ô, lúc nay anh có con sáo hay anh bán một con à? Ha, nhanh nhỉ. Đấy, con này con tiết thanh ở nhà cứ bảo con cứu tiết thanh của con khác 350 mấy cứu đắt cứ chơi. Câu màu này 350 có 400 tùy câu màu để chọn ra câu màu thì được trước. Dạo này chim đắt thức đấy, con cứu nó hot con gan thích. Chỉ có chim cu với đa đa nó không gánh ngay ở đây thôi, còn lại các chim khác nó hót kiểu quế lâm đấy. Vừa anh em đông nhờ đứng ngắm gà này. Đấy, nhìn cho nó tổng thể, nhìn nó vẫn thoáng nhỉ. Đến là chuẩn bị sang hè tiếp rồi, vài tháng nữa. Ở đây cũng đầy chọn, thích chọn con nào chọn để rẻ. Con chim nó vàng đẹp nhỉ, đấy, quý lắm đẹp chưa? Đấy, quý lắm em bảo màu đẹp nhỉ, cực đẹp luôn này kìa. Con hot mà, cú bun đấy, con cú bun này con ấy tên cùng cái gì? Con này lúc này người ta bảo là 1.8 triệu này, nhưng mà nó cũng bổi thôi, nó phải 2 triệu đấy. Cho anh thử đấy, nói tay vào đấy, thế mổ đây, gan vết nhỉ? Hình như có xe gì đâu nhỉ? Cứ Tết xuân này là hay có công an người ta lại dẹp đường, đây là đứng ở dưới đường mà. Chợ nào, chợ đây là mùng 4, có 49 này, mùng 4, mùng 14, 19, 29, mùng 9, 19, 29, đấy, đấy là cái lịch âm lịch buổi sáng, đến này mà mua thì em đi, không nhớ à, đây, là đây rồi, đây chùa màu này, cái này không, đấy, cạch đầm thế, khá đông nhỉ. Thì tới xe này người ta đi qua. Sao đi đây anh? À, công an nó sao nhỉ? Tại ăn ngon phường ra về ra lại không cho bán. À đúng rồi, công an phường đâu kìa cả. Đấy, mấy chú dạo rồi kìa. Tôi từng khuyên cho người ta họp luôn, có cái gì đâu chim cảnh. Thì thoảng đấy. Đấy, chuyển hết đi nào. Đấy, chú công an đấy, đấy, đẹp. Đây, cắt lồng kìa. Em đấy, đấy. Cắt bao, cắt rồi là chiều mai nào đưa ra cái gì được. Đấy. Đấy. Cái chim cũng vất vả chứ không đơn giản. Đấy, đấy dọn này.
anh dọn vào, ép vào. Nếu cần thiết cần xây một cái chợ luôn cho nó gọn vẫn đẹp hơn. Có ai phải đuổi nhỉ? Đấy công an này, đấy, đuổi này. Thôi đuổi rồi thì ta về thôi, ta cũng đi được đâu, để về mày, đi, đi về đây.